Bạch Thế Tôn thế nào là tướng chân như của sắc giới, thế nào là tướng chân như của thanh hương vị xúc pháp giới, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết, mà tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện chân như của sắc giới, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của sắc giới, chân như của thanh hương vị xúc pháp giới, không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của thanh hương vị xúc pháp giới các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của nhãn thức giới, thế nào là tướng chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết, mà tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết, tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của nhãn thức giới không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của nhãn thức giới chân như của nhi tĩ thể thân ý thức giới không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của nhi tĩ thể thân ý thức giới các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn Bạch Thế Tôn thế nào là tướng chân như của nhãn xúc, thế nào là tướng chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết, tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của nhãn xúc không xanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của nhãn xúc chân như của nhi tĩ thể thân ý xúc không xanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của nhi tĩ thể thân ý xúc các đại bổ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra? Thế nào là tướng chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không sanh, không diệt, cũng không trụ, không khác, mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, không sanh, không diệt, cũng không trụ, không khác, mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn